đã nửa tháng trôi qua hứa nhiên chặn mọi liên lạc từ trần thanh việt đàn em hoắc anh khuyên nhủ bỏ đi đại ca hơn nửa tháng rồi thằng nhóc đó bị khâu mấy mũi ở đầu nên tâm trạng có khi còn rối rắm hơn cả anh không chừng cậu ta nghĩ chuyện này do chúng ta làm nên dù anh có giải thích cũng vô ích thanh việt tức giận nói rốt cuộc tên khốn nào dám vu khống cho ông đây nếu tóm được phải đánh hắn chết mới được hội trưởng trước giờ vốn đã kiêng rẻ chúng ta bây giờ còn xảy ra chuyện này e là ông ta sẽ càng hận chúng ta hơn đại ca sợ rằng hứa thiếu gia sẽ không làm lành với anh đâu. Nghe những lời này, tâm trạng của anh càng tệ đi, anh lập tức muốn tự mình đi điều tra lại, vì chắc vẫn còn manh mối gì đó. Hoắc Anh vội ngăn cản, vì những thứ cần điều tra đã điều tra rồi. Tên đó đã chuẩn bị kỹ, mọi dấu vết đều được xử lý sạch sẽ. Thanh Việt vừa nổi giận vừa bất lực túm lấy cổ áo Hoắc Anh mà hỏi, "Vậy cậu nói phải làm sao đây hả? Con mẹ nó, tại sao đồ của cậu lại xuất hiện ở hiện trường hả?" Hoắc Anh chỉ có thể xin lỗi vì mình đã bất cẩn. Anh bực bội đẩy Hoắc Anh ra, Mọi thứ rối tung lên khiến tâm trạng anh không thoải mái, định hút điếu thuốc xả stress thì nhớ đến lời cậu, hứa với em, sau này bớt hút thuốc lại. Anh bực bội tung mấy cước lên chiếc bàn vô tội phía trước. Trước khi đi, anh nói, tôi đến bệnh viện một lúc, nhất định phải gặp cậu ấy, ông đây không thể chờ được nữa. Hoắc Anh thẳng thắn hỏi, đại ca, chẳng lẽ anh thích cậu ta thật à? Trần Thanh Việt không ngần ngại trả lời, đúng vậy, tôi thích em ấy. Thích tới mức muốn kéo em ấy lên giường ngay. Hoắc Anh vội ngăn lại, nếu vậy thì anh hãy bình tĩnh đã biểu hiện của anh bây giờ sẽ dọa dạ cậu ấy sợ đó. Nửa tháng nữa lại trôi qua, Hứa Nhiên cũng đã xuất viện. Từ Bân quan tâm khuyên cậu đi chậm thôi, vì dù đã xuất viện nhưng vết thương vẫn chưa lành hẳn. Đúng lúc đó, cả hai gặp mặt Trần Thanh Việt. Từ Bân vội vàng chắn lên phía trước, "Thiếu gia, hai chúng ta đi từ cổng nam nhé?" Hứa Nhiên Trần an Từ Bân, "Không sao, ba ngày ban mặt, chú ta không thể ăn thịt tôi được đâu, anh cứ đợi trong xe đi." Trần Thanh Việt quan tâm hỏi thăm, "Hứa Nhiên, em khỏe không? Tôi có chuyện muốn nói với em." Tuy nhiên, hứa nhiên lạnh lùng lướt qua người anh và nói không cần thiết bây giờ tâm trạng của tôi rất không tốt không muốn nói chuyện với chú anh lập tức giữ lấy tay cậu và lớn tiếng thanh minh không phải tôi làm tôi sẽ không bao giờ làm thế với em hứa nhiên tinh mắt phát hiện ở phía xa có người đang theo dõi bọn họ sau đó cậu vẫn diễn tròn vai lạnh lùng hất tay thanh việt ra và nói chú trần chúng ta hãy tách nhau ra một thời gian để bình tĩnh lại được không ông không muốn tôi qua lại với chú chúng ta nên tránh mặt nhau thì tốt hơn anh xoay người cậu lại đối diện với mình tôi không làm chuyện đó thì sao phải tránh mặt nhau? Em biết thời gian qua tôi nhớ em thế nào không? Nhìn xem, em gầy đi rồi. Hứa Nhiên một lần nữa hất tay anh ra và quát lên, "Đủ rồi, Trần Thanh Việt, chú khiến tôi thấy kinh tởm." "Em nghĩ về tôi, như vậy ư?" "Đúng vậy, đừng tới tìm tôi nữa." Hứa Nhiên nói rồi rời đi. Bỏ mặc Trần Thanh Việt đứng yên bất động nơi đó một lúc lâu. Vào trong xe, Hứa Nhiên ra lệnh cho Từ Bân, "Điều tra xem, tên chó săn chụp lén phía trước do ai phải đến." Đã mất nhiều thời gian tìm kiếm nhưng không thể tìm được người con trai đã gặp khi đó. Nhiều ngày liên tiếp, Lục Kiêu không rời khỏi phòng. Anh ngồi nhìn chằm chằm cây bút một lúc lâu, muốn vẽ người đó nhưng lại không đủ tự tin vào khả năng của mình. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ta giận dữ chửi bới, nghe không hiểu tiếng người à, cút ra ngoài ngay, đừng có làm phiền tôi. Hứa Nhiên vui vẻ cất tiếng, vậy tôi đi thật nhé. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Lục Kiêu liền quay đầu lại nhìn, thì bất ngờ nhìn thấy người con trai hắn đang tìm kiếm. Hứa Nhiên vẫy tay, chào anh, lâu ngày không gặp hắn lắp bắp là cậu sao hứa nhiên đi thẳng đến cửa sổ cậu kéo bung tấm rèm cửa ra thời tiết hôm nay rất đẹp nhưng trong phòng bí bách quá tuy bối cảnh sáng tác của anh rất độc đáo nhưng ở lâu trong này cũng không tốt đâu lục kiêu xúc động hỏi sao cậu tìm được đến đây hứa nhiên thân thiết nắm lấy tay anh áp lên má mình và đáp vì tôi nhớ anh hình như anh gầy đi rồi quần thâm mắt cũng đậm nữa do thường ngày bận sáng tác nên không có thời gian nghỉ ngơi sao dù gì cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ tôi là lục kiêu tôi chưa biết tên cậu Tôi là Hứa Nhiên, ông tôi là Hứa Chính Cần. Vừa hay hôm nay chú hai và bác Lục bàn chuyện làm ăn, nên tôi tới thăm anh luôn. Sau này anh Lục cứ gọi tôi là Nhiên Nhiên nhé, người nhà toàn gọi tôi như thế. Nghe thấy xuất thân của cậu, Lục Kiêu có phần kinh ngạc. Thấy cậu tranh thủ dọn dẹp, hắn nói, việc nhà cứ để người giúp việc làm. Cậu là khách, sao có thể để cậu làm được chứ? Tuy nhiên Hứa Nhiên vẫn chăm chỉ dọn dẹp từng ngóc ngách căn phòng, không sao, tôi thích làm việc nhà, nên anh không cần khách sáo đâu. Lục Kiêu lo lắng hỏi, vừa nãy, tôi có vô cớ nổi giận với cậu, tôi xin lỗi thường ngày tôi không như thế đâu bảy tám năm trước tôi bị tấn công và bị mất đi đôi chân kể từ đó tôi trở nên trầm tính và tính cách cũng thất thường cậu sẽ không vì thế mà sợ tôi chứ dù cho cả thế giới có nghĩ anh là kẻ điên thì tôi vẫn sẽ mãi đứng về phía anh hứa nhiên đáp lục kiêu rung động vì những lời đó của hứa nhiên anh nhẹ nhàng nói cảm ơn cậu nhìn cậu dọn dẹp một lát sau đó hắn mở lời nhiên nhiên cậu có thể làm người mẫu cho tôi không tôi muốn vẽ cậu hứa nhiên không do dự đáp được hẹn anh lần sau nhé. lúc đó anh muốn vẽ bao lâu cũng được. cậu xoay mặt lại, nụ cười thân thiện vụt tắt. cậu nghĩ một tên bị liệt bảy tám năm chắc không đủ khả năng giở trò đâu nhỉ. phải lấy lòng hắn trước, khéo có thể moi được vài điều có ích từ hắn. hứa Hàn xuyên đến bàn chuyện gia nhập bát hợp hội của Lục Thừa Phong, sau thứ hai sẽ chính thức gia nhập. hai bên chào tạm biệt nhau, hứa nhiên vui vẻ nói anh à, vậy mai chúng ta gặp lại nhé, tôi sẽ đến chơi với anh. sau khi bọn họ rời đi, Lục Kiêu mưu tính nói thứ hai, ba chính thức gia nhập hội bát hợp nhỉ. Việc kinh doanh nhà chúng ta đã đủ khiến ba nhức đầu rồi, sức khỏe ba không tốt, đừng làm việc quá sức. Hội nghị chiều thứ hai, con sẽ thay ba tham gia. Thấy con trai đột nhiên thay đổi như vậy, Lục Thừa Phong vô cùng mừng rỡ. Nếu con muốn đi thì tốt quá rồi. Kiêu Kiêu nhà ta thật có hiếu, biết quan tâm đến ba như vậy. Tuy nhiên bàn tay ông định chạm vào vai con trai bị hụt lại. Lục Kiêu không nói không rằng bỏ vào trước, vì thật ra hắn chỉ quan tâm đến chuyện của bản thân mà thôi, hắn toàn tính, tuyệt đối không thể để Nhiên Nhiên phát hiện ra chuyện mình khiến cậu ấy bị thương nặng không thì cậu ấy sẽ rất sợ mình phải khiến ba và những người khác ngậm chặt miệng lại mấy tên tay sai đó cũng phải giải quyết gọn chỉ có người chết mới mãi giữ bí mật từ bân báo cáo kết quả điều tra tên chụp lén hôm trước là người của thẩm gia không ngoài dự đoán của hứa nhiên cậu quyết định để cho bọn chúng bám theo trong khi đó trần thanh việt cũng sai hoác anh bám theo cậu đại ca hứa thiếu gia đang đi dạo phố xác nhận bên cạnh chỉ có từ bân gửi địa chỉ cho tôi thanh việt hồi âm dù từ bân cố từ chối nhưng hứa nhiên vẫn tốt bụng mua cho anh mấy bộ vest mới cậu thúc giục anh ta mau vào thử đồ sau đó cậu tranh thủ mua một chiếc cà vạt cho lục kiêu và lựa vài bộ vest cho chú hai cậu ưng ý với bộ vest này còn tưởng tượng rằng trần thanh việt mặc vào chắc là siêu cấp đẹp dài linh như quỷ trần thanh việt từ đâu xuất hiện túm lấy tay cậu anh giận dỗi nói có thời gian đi dạo phố nhưng không rảnh nghe điện thoại của tôi thiếu ra tôi đã đợi lâu lắm rồi đấy dứt lời hứa nhiên lập tức bỏ chạy thì ú òa cậu trượt chân té một cái rầm chiếc hộp đựng cà vạt văng ra xa Thanh Việt đến đỡ cậu dậy, chạy gì chứ, tôi có ăn thịt em đâu. Hứa Nhiên xích xoa cái hông đau của mình. Thanh Việt liếc nhìn cái thứ cậu đánh rơi đằng kia, anh đến nhặt nó lên ngắm nghía một lát rồi nổi quả quát. Em mua đồ dùng cá nhân cho Từ Bân à? Liên quan gì tới chú, tôi thích mua gì thì mua, Hứa Nhiên đốt chát lại. Bất lực với tình huống hiện tại, Trần Thanh Việt nóng giận nắm tay cậu lôi vào trong phòng thử đồ. Em thật sự không hiểu hay giả ngu vậy, chúng ta quen nhau bao lâu rồi, nếu tôi thật sự muốn hại em thì phải đợi đến bây giờ sao? Cây ngay không sợ chết đứng, sao chú trần phải tức giận thế chú uất ức vì bị người ta vu khống hay chuyện xấu bị bại lộ nên thẹn quá hóa giận anh giận dữ túm lấy mặt hứa nhiên sau đó mãnh liệt mà hôn cậu hứa nhiên ra sức dãy ruộng nhưng không thể thoát khỏi sự áp chế của người kia sau khi kết thúc trần thanh việt phát điên đe dọa nếu tôi nói gì em cũng không tin chi bằng chúng ta dùng cách đơn giản và trực tiếp hơn nhé thiếu ra em muốn bình yên ở bên tôi hay là muốn chết hứa nhiên không sợ hãi mà thách thức nếu chú không sợ đàn em của mình bị liên lụy thì cứ mặc sức bóp chết tôi đi tôi suýt chút nữa mất mạng chú nghĩ tôi còn tin mấy lời dối trá đó của chú sao trần thanh việt thật ra chú không hề thích tôi chú chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi tôi đương nhiên là thích thanh việt nói tuy nhiên lập tức bị hứa nhiên chặn lời chú đừng thanh minh nữa nếu hôm đó từ bân đến muộn một chút tôi có thể đã chết rồi là tại chú không bảo vệ được cho tôi nên tôi mới bị thương thế mà chú còn mặt mũi nổi giận với tôi à thấy cậu giận dữ như thế thanh việt dịu giọng gọi nhiên nhiên à tuy nhiên cậu lạnh lùng nói ai cho chú gọi tôi là nhiên nhiên không cho chú gọi như thế nếu muốn tôi tin chú thì cũng được thôi, chú hãy tìm ra hung thủ để xóa bỏ nghi ngờ đi. Còn nữa, đừng có lên cơn điên như mấy tên tâm thần. Lên xe rời khỏi cửa hàng đến nhà họ Lục, tâm trạng Hứa Nhiên không được vui. Lòng cậu ngổn ngang những suy nghĩ, ông nội, cách đối đãi chân thành với một người, cách thích một người như nào, ông chưa từng dạy cháu. Thầy Hứa Nhiên đến, Lục Kiêu vui mừng nói, Nhiên Nhiên, tôi còn sợ cậu không đến, tôi đã đợi từ sớm. Anh Lục, nếu đã hứa với anh thì làm sao mà tôi nuốt lời được chứ? Hứa Nhiên nhét vào tay hắn chiếc hộp đựng cà vạt và vui vẻ nói, chỉ đến tay không thì hơi ngại, nên tôi có mua nó cho anh. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi mua nên không biết chọn lắm, cũng không biết anh thích kiểu nào nữa. Lục Kiêu hạnh phúc mở nó ra xem, chỉ cần là quà của Nhiên Nhiên thì tôi thích hết, cậu thắt nó cho tôi nhé. Tất nhiên rồi, Hứa Nhiên đáp rồi không ngần ngại quỳ xuống đeo nó vào cho hắn. Ngắm nhìn gương mặt cậu kề sát, hắn chạm vào mặt cậu và nói, Nhiên Nhiên, lúc mới gặp cậu ở bảo tàng mỹ thuật, tôi đã rất muốn vẽ gương mặt cậu. Mắt cậu đẹp lắm. Thế sao trước kia cũng có người nói như vậy, cậu đáp. Hứa Nhiên gượng gạo ngồi cứng đơ để cho Lục Kiêu vẽ. Hắn cười nói, đừng căng thẳng, cậu thả lòng đi, chỉ cần nhìn tôi thôi là được. Tích tắc, tích tắc, thời gian cứ thế trôi qua, Hứa Nhiên còn buồn tẻ đến mức ngủ quên. Nghe thấy tiếng Lục Kiêu gọi, vẽ xong rồi, cậu từ từ mở mắt, ngắm bức tranh chính mình. Hứa Nhiên cảm thán, anh Lục vẽ đẹp quá. Khi nào anh tìm lại được cảm hứng trước kia, thì nhất định phải mở triển lãm lớn ở bảo tàng nhé, tôi sẽ là vị khách tham quan đầu tiên. Nhìn Hứa Nhiên từ đằng xa. Lục Kiêu không ngần ngại lướt mắt qua những nơi tuyệt đẹp và nhạy cảm của cậu. Hắn để ý thấy bàn tay dính đầy màu vẽ của mình, rồi thản nhiên nắm lấy tay cậu nói, nhìn đằng xa sẽ có cảm giác khác, cậu có thể lùi lại sau một chút xem. Sau đó vừa vịt bảo, tôi vô ý làm bẩn áo cậu rồi, xin lỗi nhé Nhiên Nhiên. Dù Hứa Nhiên nói không sao, màu cũng dễ giặt ra mà. Hắn vẫn cố tình nói, màu này khó giặt lắm, thế này nhé, tôi sẽ lấy bộ khác cho cậu thay. Vâng, cảm ơn anh, Hứa Nhiên ngại ngùng đáp. Hứa Nhiên vừa thay chiếc áo khoác đó ra vừa nói, Trời cũng sắp lặn rồi, lát nữa tôi về sẽ vứt đồ bẩn đi. Lục kêu chăm chú nhìn cậu, biểu cảm trên gương mặt của hắn lúc này rất đáng sợ, như một kẻ biến thái vậy. Hắn vừa ho vài tiếng và nói: Nhiên Nhiên, tôi thấy hơi không khỏe, tôi bảo quản gia tiễn cậu về nhé. Cậu cứ về đi, tôi sẽ bảo người tới dọn dẹp. Vậy tôi về nhé, anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Hứa Nhiên tạm biệt rồi rời đi. Sự vui mừng hiện rõ trên gương mặt hắn ta, hắn lập tức lấy chiếc áo mà đem lên mũi hít lấy hít để mùi hương của cậu. Vừa động tay vừa gọi Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên chúng ta đã hứa sẽ làm bạn suốt đời đó, em tuyệt đối đừng rời bỏ tôi, không thì chúng ta sẽ cùng xuống địa ngục. Cuộc họp hội đồng vào thứ hai sắp diễn ra. Vì Lục Kiêu vừa mới vào hội, Hứa Hàn Xuyên thân thiện bảo hắn có gì cần cứ nói, không cần ngại. Chú Hai còn bảo Hứa Nhiên đưa hắn đi tham quan làm quen sau khi tan họp. Cũng được, nếu Nhiên Nhiên rảnh, Lục Kiêu đáp. Đúng lúc đó, Trần Thanh Việt bước vào phòng, chiếc cà vạt quen quen kia đập vào mắt anh. Anh nghĩ thầm, thì ra không phải tặng cho Từ Bân, mà là cho thằng què không biết từ đâu chui ra này à anh chướng mắt hỏi có người lạ tới hội bát hợp vị này là ai cái liếc mắt nhìn khiến hứa nhiên giật hết cả mình cậu vội xoay mặt đi hướng khác và trả lời anh ấy tên là lục kiêu con trai cả của ông lục thừa phong hôm nay anh ấy đến họp thay ba mình trần thanh việt không kiêng dè hỏi cậu chính là người mấy năm trước bị đánh gãy chân rồi tự cô lập mình thành kẻ tâm thần đó hả hứa nhiên thay mặt lục kiêu đòi công bằng nè chú ăn nói cái kiểu gì vậy cái đồ vô duyên chào mừng gia nhập hội bát hợp lục thiếu gia anh đưa tay ra ngỏ ý bắt tay hắn lục kiêu không có ý định bắt tay hắn nói anh cứ gọi tôi là giám đốc lục đừng nhiều lời nữa mau bắt đầu cuộc họp thôi trong khi mọi người thảo luận trần thanh việt chỉ tập trung vào hai người trước mặt mặt anh hầm hầm nghĩ một thằng què mà cũng tranh người với ông đây sao rốt cuộc hai người đó gian díu với nhau từ bao giờ thanh việt đến phòng riêng tìm lục kiêu anh cố ý đập mạnh tập tài liệu xuống bàn lục kiêu chán ghét nói giám đốc trần có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi ai cũng bận cả tối nay tôi có hẹn với nhiên nhiên đi ăn thế nên phải làm xong trước 6 giờ tối hắn cố ý khoe khoang thanh việt ngồi vắt chân ngạo nghĩ nói tôi có vài câu hỏi riêng tư cần giám đốc lục giải đáp cậu và em ấy quen nhau thế nào vậy ngày 24 tháng 8, tại bảo tàng mỹ thuật chúng tôi vừa gặp đã thân thiết tâm đầu ý hợp thanh việt khó hiểu bảo tàng mỹ thuật em ấy từ lâu đã không còn hứng thú với vẽ vời nữa sao lại tới đó xem triển lãm giám đốc trần thân với nhiên nhiên sao hay là anh có hứng thú với cậu ấy lục kiêu hỏi trần thanh việt đắc chí khoe quan hệ giữa tôi và em ấy hơi phức tạp chuyện nên hay không nên đều đã thử hết rồi. Tóm lại thì không phải quan hệ mà một tên què, đầu óc còn có vấn đề như cậu có thể chen chân vào. Nếu cậu thật sự vô liêm sỉ thừa cơ hội phá vỡ mối quan hệ giữa chúng tôi thì tôi sẽ băm cậu ra đem làm phân bón cho cây đấy. Đúng lúc đó, Lục Kiêu nhận được tin nhắn từ Hứa Nhiên, cậu nói bây giờ sẽ qua tìm hắn. Đọc xong tin nhắn, hắn thay đổi thái độ, đắc ý nói, nay khác xưa rồi giám đốc Trần à, anh đoán xem, tại sao chủ tịch Hứa lại kéo nhà họ Lục vào hội bát hợp. Vì chủ tịch thấy không thể quản nổi con chó như anh nữa, không cần phải nuôi ong tay áo làm gì nếu không tại sao ông ấy đồng ý cho anh nghỉ ngơi rồi vội vàng bàn giao mấy hạng mục của bắc thành cho tôi những lời này tác động đến thanh việt anh nghĩ trước kia xúi dục em ấy lấy cắp tài liệu trong máy tính mình rồi bắt em ấy dùng mỹ nhân kế cướp quyền quản lý thành phố ngầm của mình bây giờ ông ta lại ngăn mình gặp em ấy làm ầm ý chuyện hứa nhiên nhập viện ép mình nghỉ phép một thời gian trần thanh việt bức xúc hất văng mấy tập tài liệu và chỉ bới mẹ kiếp lão già hứa chính cần vì muốn loại bỏ tôi mà ông còn nhẫn tâm lợi dụng cả cháu ruột đúng là không từ thủ đoạn mà Lục Kiêu vừa cúi người nhặt mấy tập tài liệu vừa chọc ngoáy, theo như tôi biết về Nhiên Nhiên, sao cậu ấy có thể thích kẻ đối đầu với ông của mình được. Trần Thanh Việt tự tin nói, tên họ Lục kia, lúc cậu chưa gặp Hứa Nhiên thì em ấy đã lăn giường cùng ông đây rồi. Dù Hứa Nhiên có hết tình với tôi thì cũng không nhắm đến cậu đâu. Hắn ta cố ý chọc tức mà nói, tình yêu không phân biệt trước sau. Hơn nữa, mức độ thân thiết giữa tôi và Hứa Nhiên không chỉ dừng ở mặt thể xác. Cơn giận bùng nổ, Thanh Việt không kìm chế được mà thẳng tay giáng cho hắn một cú đấm vào mặt, ngươi dám động vào em ấy à? Lục Kiêu tiếp tục thách thức, sao lại không? Chỉ là chân phải tôi bị gãy không thể đi lại thôi, chứ việc kia tôi vẫn làm bình thường mà. Trên người Nhiên Nhiên có hương thơm đặc biệt, tựa hương hoa và trà. Mỗi lần cậu ấy đỏ mặt, cơ thể nóng lên, mùi hương ấy lại nồng nàn hơn, da thịt cũng mềm mại ngọt ngào. Chắc giám đốc Trần cũng biết những thứ này nhỉ, chẳng phải anh cũng từng nếm thử rồi sao? Thanh Việt giận dữ túm lấy cổ áo hắn ta mà mắng chửi, câm miệng đi, tên của em ấy phát ra từ cái miệng của ngươi, chính là một sự xúc phạm. Thực ra lý do anh tức giận không phải do tôi, anh hiểu rõ mà. Nhiên Nhiên đã đưa ra quyết định rồi, chuyện giữa anh và cậu ấy không còn cơ hội nào nữa rồi. Đúng lúc đó, Hứa Nhiên bê theo một chậu cây cảnh đến phòng Lục Kiêu, đứng bên ngoài, cậu nghe thoáng qua cuộc trò chuyện của hai người kia. Trần Thanh Việt lớn giọng nói, ai bảo tôi thua hả? Một kẻ ngoài cuộc như cậu thì dựa vào cái gì suy đoán lung tung. Mà Lục thiếu gia có sở thích đặc biệt nhỉ, thích xài đồ đã dùng của người khác cơ à? Lục Kiêu tỏ ra chân thành nói, Nhiên Nhiên rất tốt, rất đặc biệt. Tôi không quan tâm quá khứ của Nhiên Nhiên. Chỉ cần ngày nào cũng có thể nhìn thấy cậu ấy là đủ rồi. Vì cậu bị ngu, bị lừa bởi vẻ ngoài đơn thuần của Hứa Nhiên. Với lại bên cạnh ông đây thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, tôi không hề quan tâm mỗi Hứa Nhiên đâu. Một phút bốc đồng, cả đời bốc xít, Trần Thanh Việt ngu muội chúng kế mà thốt ra những lời này. Hứa Nhiên nghe hết tất cả, cậu đẩy cửa bước vào, lạnh lùng gọi, "Trần Thanh Việt." Anh lúng túng hỏi, "Hứa Nhiên, sao em lại?" Cậu lạnh nhạt nói, "Tôi chưa nghe rõ những lời vừa nãy, chú có dám nói lại lần nữa không?" thanh việt đã biết rén anh lắp bắp nhiên nhiên tôi lục kiêu vừa vịt nói giúp nhiên nhiên giám đốc trần vừa nãy chỉ nói đùa thôi cậu đừng nghĩ mấy lời đó là thật hứa nhiên lạnh lùng đặt chậu cây xuống sau đó quay ra khỏi phòng thì ra chú nghĩ như vậy về tôi ông đây còn sạch hơn quả dưa chuột nhà chú đi mà ôm ấp cái đám tình nhân của chú đi đồ rác rưởi mặc cho anh gọi cậu giận rồi bỏ đi lúc này lục kiêu đắc chí nói giám đốc trần anh hiểu câu họa từ miệng mà ra chứ tuy tôi chúng tiếng xét ái tình với nhiên nhiên nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn rất trong sáng. Anh tùy tiện bôi nhọ cậu ấy, nhiên nhiên sẽ đau lòng làm đó. Giờ mới chịu lòi mặt chuột, Trần Thanh Việt giận dữ mắng, tên họ lục kia, con mẹ nó, dám gài ông đây à? Cứ đợi đó, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, anh tức tối rời khỏi phòng hắn. Lục Kiêu vút ve chậu cây mà Hứa Nhiên vừa mới mang vào, hắn thầm nghĩ, Nhiên Nhiên, cậu chỉ có thể là của tôi thôi, không ai được cướp cậu trước mắt tôi. Hứa Nhiên nhàn nhã vừa uống rượu vừa suy nghĩ, lão già Trần Thanh Việt này, giả vờ thận trọng bao lâu, thế mà hôm nay lại bị lục kiêu ép tới mức mất đi cảnh giác như vậy cũng tốt dây vo chú ta thêm chút nữa để sau này vào tay mình thì sẽ ngoan ngoãn nghe lời hơn đúng lúc đó trần thanh việt gọi điện cho cậu thiếu ra bây giờ em đang làm gì vậy dù sao cũng không phải nhớ chú có gì thì nói nhanh lên tôi bận lắm chú hai nói hai tuần nữa ông nội sẽ tổ chức họp báo tuyên bố nghỉ hưu sau này chú trần chú phải gọi tôi là chủ tịch hứa đó còn tôi sẽ gọi chú là tiểu trần thanh việt không có hứng thú tranh cãi với cậu anh thờ ơ đáp tùy em sau đó nghiêm túc nói tiếp nhiên nhiên chúng ta hãy thành thật với nhau đi tôi chỉ hỏi câu này một lần thôi sau này sẽ không bao giờ nhắc lại nữa suốt mấy tháng qua những lời em nói với tôi rốt cuộc có lẫn bao nhiêu lời dối trá vậy hứa chính cần chọn cách bắt tay với lục gia lại còn giấu tôi đem việc kinh doanh ở thành bắc chuyển cho lục kiêu chỉ cần không mù thì sẽ thấy ông ta muốn tên đó thay thế vị trí của tôi em đã có được thứ em muốn sau này không cần phải giả vờ thích tôi nữa nhỉ vậy nên em cũng chọn lục kiêu chọn về bên có giá trị lợi dụng hơn đúng không Hứa Nhiên chỉ trả lời, nói qua điện thoại, không tiện, 8 giờ rưỡi sáng mai chú đến gặp tôi đi, tôi sẽ cho chú câu trả lời. Gần tới giờ hẹn, Lục Kiêu lại đến phòng tìm Hứa Nhiên. Cậu hỏi, anh tới sớm thế, có chuyện gì à? Sáng thứ bảy có triển lãm tranh, Nhiên Nhiên, tôi muốn hẹn cậu cùng đi, cậu có rảnh không? Hắn nói. Vâng, tôi rảnh, mà vết thương của anh là do Trần Thanh Việt đánh sao? Lục Kiêu bật chế độ trà xanh nói, hôm qua xảy ra chút tranh cãi, giám đốc Trần nhất thời kích động nên mới đánh tôi. Tôi không sao, hai hôm nữa là khỏi thôi hứa nhiên không phải ngây thơ dễ bị dụ trong lòng cậu mắng mà nó vừa vịt cho ai xem chứ không phải ông anh cố tình chọc tức chú ấy à còn dám nói dối tôi và anh qua lại mập mờ với nhau hắn hỏi tiếp giám đốc trần nói anh ta với cậu tình cảm sâu đậm còn bảo tôi tránh xa cậu ra một chút nhiên nhiên cậu với anh ta có quan hệ đó thật sao hứa nhiên ái ngại hỏi à dạo này anh có đi khám tâm lý không chẳng phải trước anh đã hứa sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời bác sĩ và phối hợp chữa trị sao hắn lấy từ túi ra hộp thuốc và nói Tôi vẫn đang uống thuốc, cậu nhìn đi, ngày nào tôi cũng mang theo." Không biết vô tình hay cố ý, Lục Kiêu đánh rơi hộp thuốc xuống đất. Trong lúc đó, hắn cũng cúi người theo với ý định nhặt nó lên. Chính vì thế, chiếc xe lăn lắc lư nghiêng theo, nhận thấy nguy hiểm, Hứa Nhiên lập tức vừa chạy đến vừa cảnh báo, "Này, anh cẩn thận." Kết quả là, Lục Kiêu ngã nhào đè lên trên người cậu. Lục Kiêu hỏi, "Hứa Nhiên, cậu không sao chứ?" Hứa Nhiên bất lực bảo, "Anh đứng dậy trước đi." Tiếp xúc với cậu gần như thế, lại trong tư thế nhạy cảm, tim Lục Kiêu đập thình thịch hắn bảo tôi không cử động được chân tôi bị gãy mà đúng lúc đó thư ký đi cùng với ai đó đến thì nhìn thấy hai người đang lăn lộn dưới sàn thì trợn tròn mắt kinh ngạc thiếu ra sao hai người lại ôm nhau như vậy nếu bị người khác nhìn thấy thì may mắn có người đến hứa nhiên vội nhờ anh ta đỡ lục kiêu ngồi dậy cậu thở phào nhẹ nhõm có ai nhìn thấy đâu chứ anh cứ làm quá lên người thư ký chỉ chỉ ra ngoài cửa tuy nhiên chỉ nhìn thấy một bó hoa hồng nằm lăn lóc dưới sàn nhà anh ta nói ngài thanh nói hôm qua xảy ra chút mâu thuẫn nên muốn tới xin lỗi cậu lạ thật vừa nãy ngài ấy còn ở đây mà hứa nhiên ôm đầu bất lực nghĩ chết thiệt sao lại trùng hợp thế chú ấy sẽ không nghĩ rằng mình cố tình gọi chú ấy đến để chơi đùa chứ tên lục kiêu quan sát cậu thật kỹ như đang toan tính điều gì đó vừa tan làm hứa nhiên liên lạc cho thanh việt vẫn không được cậu nổi quạo mắng trần thanh việt chú giỏi lắm hai tuần nay chú không đi làm không nghe máy còn dám chặn số tôi nữa đột nhiên điện vụt tắt bất ngờ có người áp sát và bịt miệng cậu lại rồi lôi vào trong phòng bây giờ tâm trạng của tôi không được tốt em nên ngoan ngoãn chút đừng chống cự trần thanh việt lạnh lùng nói cứu hứa nhiên chỉ kịp hét lên như đó đã bị anh bịt kín miệng và đe dọa im miệng nếu em dám gọi người đến ông đây sẽ làm em trước mặt bọn họ cậu đành chịu thua mà ngoan ngoãn im lặng anh đặt cậu ngồi trên người mình nghe thấy nhịp tim của cậu anh trêu chọc tim đập nhanh thế sợ tôi vậy sao tại sao tôi phải sợ người nên sợ là chú đó hứa nhiên cứng miệng bóp chát lại không quen thủ cũ thanh việt kể hôm đó em bảo tôi qua phòng em là để tôi nhìn thấy hai người thân mật với nhau à? Đáp án của em chính là chọn tên vô dụng đó sao? Tôi qua lại với anh ấy khi nào? Anh Lục chỉ là, tuy nhiên cậu chưa kịp giải thích hết, đã bị Thanh Việt đẩy ngã nằm ra ghế sofa. Anh ghen tuông châm chọc, anh cơ à, thiếu gia gọi hắn là anh, nghe ngọt hơn cả tiếng rên trên giường nữa. Ngay lúc đó, bên ngoài có người vừa đến bật cầu dao điện lên. Bị trói tay ra sau, hứa nhiên khó chịu nói, chú Trần, chú làm tôi đau. Đừng vừa vịt, đoán xem tại sao tối nay tôi lại đến tìm em hứa nhiên nước mắt lan dài chú đừng như vậy làm tôi sợ anh lau nước mắt cho cậu và thừa nhận hứa nhiên em thắng rồi tôi đã muốn quên đi em thậm chí còn muốn giết quách em đi nhưng tôi lại nhận ra tôi không thể làm được rốt cuộc em đã cho tôi bùa mê thuốc lú gì vậy anh lật người cậu lại và đe dọa có điều tôi phải nhắc nhở em tôi thích sạch sẽ thứ mà bản thân đã chạm vào không thích có kẻ khác đụng qua dù là một sợi tóc cũng không được hứa chính cần làm nhiều việc ác ân oán của ông ta sẽ đổ lên đầu em em không tránh được đâu nhưng em đừng sợ chúng ta sẽ gặp quả báo như nhau sau khi chết xuống địa ngục có tôi đi cùng với em sau khi kết thúc hứa nhiên chắn ghét chùm áo phủ lên đầu mình trần thanh việt dõng giặt nói nhiên nhiên việc tôi làm tôi sẽ chịu trách nhiệm em cứ việc mách với hứa chính cần nhưng tôi cũng phải nhắc nhở em nếu thật sự ép tôi vào đường cùng tôi sẽ lôi tất cả cùng xuống vực anh vén tấm áo xuống và thổ lộ tôi thích em dù em là người thế nào làm những gì thì tôi cũng đều thích phát điên hứa nhiên quát lên trước giờ chú chưa từng nói thích tôi anh phì cười đáp em cũng chưa từng thừa nhận em lừa tôi hứa nhiên không ngần ngại nói tôi không thiếu bạn không thiếu trưởng bối tiền lại càng không chú muốn ở bên cạnh tôi thì phải chứng minh giá trị bản thân cho tôi thấy không cần suy nghĩ trần thanh việt đáp cộng thêm cái mạng này thứ gì tôi cũng có thể cho em hứa nhiên kéo áo anh lại gần và hỏi sao chú lại tốt với tôi như vậy anh biến thái vút ve đùi cậu mà bảo tôi là kẻ phàm tục đôi chân trắng thon dài và cái eo nhỏ này của thiếu gia còn khiến tôi si mê hơn cả tiền bạc và quyền lực hứa nhiên với tay lấy con dao gọt hoa quả trên bàn sau đó thầm thì bên tai anh chú có từng nghe câu trên đầu chữ sắc có con dao chưa dứt lời cậu giơ con dao sắc bén ngang cổ anh anh bình thản giữ lấy tay cầm dao của cậu lục ra giàu có nhưng lại bị hứa chính cần chèn ép dưới trướng ông lục bất mãn từ lâu rồi em ngốc lắm tưởng cái tên lục kiêu kia đơn thuần à còn cả cặp vợ chồng thẩm ra hải nhược lâm không phải dạng người phụ nữ dễ đối phó tin chắc không lâu nữa sẽ có vở kịch hay chú đang muốn thể hiện cái gì hứa nhiên hỏi Ngày mai em chính thức tiếp nhận cái ghế chủ tịch, đó mới là khởi đầu cơn ác mộng. Em không đấu lại đám lang sói gian ác đó đâu." Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu và nói, "Sau khi nhận chức, tôi sẽ làm con chó cho em." "Đổi lại chú muốn thứ gì, Lục Kiêu còn có giá trị, tôi không thể đuổi anh ta được." Trần Thanh Việt nghiêm túc nói, "Tôi muốn em đính hôn với tôi. Không yêu cầu hôn nhân thật, nhưng em phải công khai với tất cả mọi người, chứng minh em thuộc về tôi." Hứa Nhiên chủ động hôn vào má anh và đáp, đóng dấu thỏa thuận hứa nhiên dùng điện thoại xem các vết đỏ quanh cổ mình sau đó nổi quạo quát mai còn có họp báo nữa sao chú cứ thích mút cổ vậy như này thì mai tôi ra ngoài kiểu gì thanh việt vuốt ve cổ cậu và mặt dày bảo tuổi trẻ nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng là bình thường mà hơn nữa mấy kiểu cậu ấm như thiếu ra thì tin giật gân có thiếu gì tôi thì thấy chú là muốn làm tôi mất mặt vào ngày mai nên mới cố tình để lại dầu đấy xin lỗi nha lần sau tôi sẽ chú ý hơn lần sau cái gì không có lần sau nào nữa đâu không được làm loạn như hôm nay nữa sau khi trở về chú phải kiểm điểm ngay cho tôi. Thanh Việt quan tâm khoác áo vào cho cậu và tựa đầu cậu vào người mình dỗ dành. Anh dặn dò, đêm khuya gió lạnh, thiếu gia về sớm nghỉ ngơi đi. Hứa Nhiên nguôi giận, nhẹ giọng bảo, đợi tôi rời đi rồi chú mới đi nhé, đừng để Từ Bân thấy hai ta nửa đêm còn lén lút gặp mặt riêng. Với lại, chuyện đính hôn, tôi sẽ tìm cơ hội nói chuyện với ông. Nếu ông không đồng ý thì sao? Thanh Việt hỏi. Sao có thể không đồng ý được, ông thương tôi nhất trên đời. Chú hai mãi còn chưa kết hôn, trong nhà chỉ có một đứa cháu là tôi thôi tuy ông nội cũng muốn có chất, nhưng ông chưa bao giờ bắt tôi phải sinh con để nối dõi tông đường xuống thang máy hứa nhiên tiếp tục chuyện lúc nãy con người sống vui vẻ là được cùng lắm sau khi tôi chết thì quyên góp hết tài sản là được thanh việt mắng yêu mới tí tuổi mà nói chết này chết nọ là suối quẩy đó ngay chưa hai tuần trước tôi đã chuẩn bị thứ này nhưng sáng hôm đó không kịp tặng cho em anh đeo vào tay cậu một chiếc đồng hồ sang trọng màu đen ngắm nghiến nó xong hứa nhiên nói tôi cũng tặng lại cho chú một món quà nhé chú nhắm mắt lại đi Trần Thanh Việt liền làm theo mà nhắm mắt lại, hứa nhiên cả chớn búng một cái vào chán anh, cho trừ tội hôm nay bắt nạt tôi. Thiếu gia đây miễn cưỡng nhận món quà này, làm tôi đau như vậy, nhưng tôi sẽ không tính toán với chú, nên chú cứ việc vui vẻ mà ăn mừng đi. Tôi đi đây, mai gặp lại, hứa nhiên nói rồi rời đi trước. Thanh Việt ngẩn ngơ xoa xoa chán mình rồi tủm tỉm cười, đúng là bị con đĩ tình yêu quật có khác. Đang đợi trong xe, Từ Bân nhận tin nhắn từ chị cả, lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau, dạo này thế nào rồi, có chuyện gì thú vị không? Từ Bân hồi âm, Ông chủ lớn tuổi già yếu dự định nghỉ hưu, sáng mai tổ chức họp báo, ông chủ nhỏ chính thức lên tiếp quản vị trí, anh đang gõ tin nhắn thì Hứa Nhiên xuống đến nơi, nhìn thấy cậu ngáp ngắn ngáp dài, Từ Bân nói: "Thiếu gia vất vả rồi, tăng ca đến tận tối muộn thế này, sắc mặt cậu không được tốt lắm." Hứa Nhiên mệt mỏi đáp: "Ừ hơi mệt, mau về nhà thôi, tôi buồn ngủ chết mất." Nói xong Hứa Nhiên lăn qua ngủ gục luôn trên xe. Từ Bân cương chiều nhìn cậu, sau đó anh xóa hết những thứ đã gõ và nhắn lại: "Mọi chuyện đều ổn, không có gì đặc biệt." Về đến nhà, hứa nhiên rón rén đi nhẹ nhất có thể tuy nhiên đen cho cậu là chú hai và ông nội còn thức hai người gọi cậu đến nói chuyện ông nội dặn dò ông đã sắp xếp một buổi tiệc ngày mai mời phóng viên đài truyền hình và tòa soạn lớn đến con cần nhớ hai điều là nhiệt tình lịch sự nhưng chỉ giả ngơ rồi trả lời cho qua là được nhìn thấy trong danh sách khách mời có lý bá văn hứa hàn xuyên hỏi sao ba lại mời lý bá văn anh ta ở thế trung lập cũng không làm ăn gì với hứa gia sao phải qua lại với anh ta hứa nhiên đánh giá chú lý bá văn tốt lắm trước đây còn dẫn con đi xem triển lãm hội họa nữa Hàn Xuyên kể, anh ta là bạn thân của anh cả, hồi đại học có yêu thầm chị dâu. Sau này anh cả và chị dâu yêu nhau, Lý Bá Văn chủ động lùi lại, chúc phúc cho hai người. Lý Bá Văn không phải người ở đây, việc kinh doanh chủ yếu cũng không ở thủ đô, nhưng mấy năm nay anh ta đã ở lại đây, đến lễ Tết mới thỉnh thoảng về thăm nhà. Hứa Nhiên suy đoán, chắc chú ấy còn yêu mẹ con nên chọn ở lại đây để tưởng nhớ mẹ con nó. Mà ông ơi, tầng 7 ở thành phố ngầm có nơi gọi là Thanh Ngâm Đường, nghe nói chỉ cần có điều kiện trao đổi thích hợp, sẽ có được bất kỳ tin tức và loại phục vụ nào à, không ai biết chủ chỗ đó là ai, họ cũng không nằm trong sự quản lý của hội bát hợp. Sao ông lại cho phép quả bơm nổ chậm như thế, tự do thành lập và kinh doanh với bên ngoài hả? À? Hứa chính cần kể, trước khi ông tiếp quản hội bát hợp và thành phố ngầm, thì thanh ngâm đường đã ăn sâu bén dễ rồi. Chỗ đó khá đặc biệt, nếu hội bát hợp bị chia rẽ, làm thành phố ngầm trao đảo, thì thanh ngâm đường cũng sẽ biến mất. Thế nên về căn bản, mối quan hệ giữa hai bên là môi hở răng lạnh. Ông nội nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay cậu thì hỏi, nhiên nhiên, ông nhớ con không thích màu đen tuyền, con nói màu trầm. Trông già quá. Kiểu dáng chiếc đồng hồ này cũng không phải kiểu con thích, là Trần Thanh Việt tặng con à? Hứa Nhiên giật mình rồi gượng gạo trả lời, đồng hồ cũ của con mới bị hỏng, nên con lấy cái này dùng tạm. Nếu không có gì nữa thì con về phòng nghỉ ngơi đây, hai người cũng mau nghỉ sớm đi ạ, à, thức đêm hại sức khỏe lắm. Sau khi tắm rửa xong, Hứa Nhiên đứng ngắm chiếc đồng hồ một lát, rồi quyết định cất tạm nó vào tủ, vì cậu thấy đúng là màu đen tuyền không hợp với mình. Thẩm Nhược Lâm đang ngủ thì có người gọi điện đến, cô bực bội bắt máy, thư ký Kim, nửa đêm làm phiền bà đây đang ngủ. Cậu muốn chết à? Giám đốc Hải, tôi có chuyện cần báo cáo." Cô bất ngờ đến mức bật dậy nói, "Hứa Chính cần muốn tuyên bố nghỉ hưu sao? Bao giờ?" "Tôi biết rồi, bây giờ đặt vé máy bay tới Bắc Kinh ngay cho tôi." Lục lại tin nhắn của Từ Bân, "Nhược Lâm nghĩ, chuyện quan trọng vậy mà không nói cho mình biết, chẳng lẽ chỗ cậu ấy xảy ra chuyện rồi, bị Hứa Chính cần phát hiện rồi sao? Hay là Không thể ngồi đợi thêm nữa." Cô lập tức chuẩn bị để đi ngay trong đêm. Cô muốn xem kẻ thừa kế do chính tay Hứa Chính cần bồi dưỡng như thế nào trên đường đến buổi họp báo, hứa nhiên nói chuyện điện thoại với Trần Thanh Việt, sắp đến rồi, khoảng 30 phút nữa. Sáng hôm nay mệt quá nên ngủ nướng một lát, vậy mà thức dậy đã hơn 8 giờ rồi. Qua tận khuya mới về nhà mà sáng nay phải dậy sớm, làm khó em rồi. Đúng rồi, không biết nên trách ai đây nữa, bây giờ chỗ đó của tôi vẫn còn đau đây này. Bao giờ tan tiệc thì tới nhà tôi đi, tôi sẽ thoa thuốc cho em. Hôm nay là ngày nghỉ, nếu tối em rảnh, chúng ta còn có thể ăn cơm, xem phim. Đây có được tính là hẹn hò không? chú nói thật đi lúc trước có phải chú thường xuyên dẫn tình nhân đi hẹn hò như vậy đúng không lúc đó giận quá mất khôn thôi tôi có bao giờ ôm ấp ai đâu trừ thiếu ra ra tôi có tình nhân mới cũ nào đâu tôi chỉ có một mình em thôi à thôi được rồi lát nữa gặp rồi nói sau sáng nay tôi chưa ăn gì nên có hơi chóng mặt tôi cúp máy đây ngay lúc đó đột nhiên có một chiếc xe đâm sầm vào xe của cậu chiếc xe loạn trọng mất lái sau đó nhờ từ bân mới có thể dừng lại an toàn từ bân lo lắng hỏi thiếu ra cậu không sao chứ đang mệt lại còn gặp chuyện này hứa nhiên nổi giận chửi con mẹ nó đau chết mất thằng nào mắt mù dám đâm vào chúng ta vậy tài xế bên kia dối rít tôi xin lỗi phu nhân có bị thương không còn hứa nhiên ra khỏi xe rồi mắng lớn các người lái xe cái kiểu gì vậy cái xe to như vậy mà không nhìn thấy à nhìn thấy thẩm nhược lâm từ bân tự hỏi sao chị ấy lại ở đây trong khi tài xế bên kia chân thành nhận lỗi thì từ bân vội vội vàng vàng bảo hứa nhiên nên bỏ qua và rời đi nhanh hứa nhiên không chịu liền quát tiệc tùng với phóng viên gì chứ chúng ta suýt chết đấy nếu kỹ năng lái xe của anh không tốt thì bây giờ tôi trầu diêm vương rồi thẩm nhược lâm lúc này mới lên tiếng cậu chính là cháu trai của hứa chính cần ư đúng vậy phu nhân quen ông nội tôi sao người quen cũ ông ấy có hóa thành cho thì tôi cũng có thể nhận ra cô nhìn hứa nhiên và thầm nghĩ nếu con trai mình chưa chết thì bây giờ chắc cũng lớn tầm này cô xin lỗi hứa nhiên và xin chịu toàn bộ phí sửa chữa còn bây giờ sẽ chở cậu đến tận nơi nếu không bọn họ cũng có thể chọn một chiếc xe khác để đi nhìn dàn xe xịn phía sau hứa nhiên hí hửng cầm lấy tấm các visit rồi chạy đi lựa một chiếc hải nhược lâm thì thầm nói chuyện với từ bân a à bân trông cậu bối rối thế không muốn gặp tôi à chị em chỉ là hơi bất ngờ thôi đừng quên nhiệm vụ tiếp cận hứa ra mà tôi giao cho hôm nay không phải cơ hội tốt để nói chuyện cậu hãy tiếp tục giám sát cậu ta khi nào cần thì tôi sẽ ra ám hiệu cho cậu tôi nhất định phải khiến hứa chính cần trải qua nỗi đau mất người thân bắt ông ta phải tận mắt chứng kiến cháu trai bảo bối của mình chút hơi thở chị à cậu ấy chỉ là một đứa trẻ ngây thơ thôi hận thù của 20 năm trước không liên quan đến cậu ấy mạng cả nhà cậu đều do tôi cứu đấy không có tôi, chắc cậu đã bị kẻ đòi nợ đánh chết từ lâu rồi. Tôi còn bỏ bao công sức mới đưa cậu vào được hội bát hợp, là muốn cậu báo cáo động tĩnh của nhà họ Hứa. Cậu đừng quên ai mới là chủ của cậu, đừng quên nhiệm vụ của mình. Hứa Nhiên cảm thán chị gái lúc nãy không tầm thường, không biết lai lịch thế nào. Sau đó cậu nhớ ra tấm các visit thì bất ngờ khi thấy cái tên Hải Nhược Lâm trên đó. Cậu lập tức thay đổi sắc mặt ngay lập tức, nghĩ thầm, Hải Nhược Lâm, Thẩm Nam Phong. Đó chẳng phải là hung thủ giết ba mẹ mình mà ông đã kể sao? Cô ta đến Bắc Kinh làm gì? Cuối cùng Hứa Nhiên cũng đến, trước nơi tổ chức buổi họp báo, đám đông vây kín và đặt câu hỏi liên tục. Tháng trước cậu bị tấn công đến mức nhập viện, cậu đã tìm ra hung thủ chưa? Cậu đã đi du học 12 năm, tại sao chủ tịch Hứa không giữ cậu ở bên nuôi dưỡng? Có bí mật nào ẩn giấu sau chuyện này không? Lục Gia đã chính thức gia nhập hội bác hợp, sau này cả hai bên có kế hoạch hợp tác gì không? Hứa Nhiên chỉ trả lời ngắn gọn, "Xin lỗi, tôi không biết gì cả." Trần Thanh Việt xuất hiện khoác vai và thay mặt cậu trả lời, "Xin lỗi mọi người, thiếu gia nhà chúng tôi mới về, không rõ chuyện nội bộ lắm." Anh thầm thì hỏi Ngày quan trọng như vậy mà em dám đến trễ, thiếu gia thật sự không quan tâm đến việc kinh doanh chút nào à? Trên đường xảy ra chút sự cố, Hứa Nhiên đáp. Vì ở đây nhiều tai mắt, Trần Thanh Việt bảo cậu cùng đến nơi yên tĩnh nói chuyện. Không thấy Hứa Nhiên đeo đồng hồ của mình tặng, Thanh Việt hỏi, sao em không đeo cái tôi tặng? Em sợ tôi gắn định vị vào đó à? Tất nhiên là không phải vậy, chiếc đồng hồ đó trông hơi trưởng thành, đeo không thoải mái, cũng không phù hợp với tôi. Anh phụng phịu, vậy em không thích à? Cậu nghịch ngợm lấy chiếc kính anh đang đeo và đáp, thứ mình thích chưa chắc đã hợp chẳng phải mục đích tặng quà là để đối phương vui hay sao tôi vui lắm chú trần chú biết không mỗi lần chú đeo kính nhìn người ta trông gợi cảm chết đi được sao tôi không biết thiếu gia có sở thích này nhỉ thì thấy chú đeo nên tôi mới thích mà đúng lúc đó hứa hàn xuyên bước vào gọi nhiên nhiên tới rồi sao không báo cho chú ông của con đang tìm con khắp nơi kìa hứa nhiên trả kính lại cho thanh việt tôi qua chỗ ông đây lát nói chuyện sau nhé hứa hàn xuyên là người giới thiệu cuộc họp ngày hôm nay sau màn chào hỏi chú ta nói nếu có thắc mắc gì Mọi người có thể hỏi và chủ tịch sẽ trả lời từng vấn đề một. Một nữ phóng viên đặt câu hỏi, cho rằng Hứa Nhiên còn nhỏ tuổi và chưa có nhiều kinh nghiệm, việc chủ tịch nóng lòng cho cháu trai kế thừa như vậy, không sợ người khác có dã tâm tranh giành chức chủ tịch sao? Và có phải ông đã chắc chắn kiểm soát được toàn bộ người trong hội bát hợp không? Hứa Chính cần dõng dạc trả lời, "Nhờ lúc tôi mới gia nhập hội bát hợp, đã làm việc dưới quyền ông Thẩm. Ông ấy là người tài đức vẹn toàn, nhưng không phải là một nhà lãnh đạo phù hợp. Sau này vì xấu hổ mà ông ấy từ chức và tôi mới lên thay, sau hội bát hợp đổi họ." trở thành tài sản của nhà họ hứa tôi vẫn luôn tin vào nguyên tắc kẻ có tài sẽ thắng thế và tôi cũng đã nỗ lực hết sức để dạy bảo tiểu nhiên trở thành một nhà lãnh đạo tài giỏi nếu thằng bé thật sự không thể đảm đương trọng trách này thì chuyện hội bác hợp bị cướp đoạt là điều tất yếu là ý trời rồi không có hội bác hợp thì nhà họ hứa vẫn có thể nuôi được thằng bé dù tôi và hàn xuyên trăm năm sau vẫn không cần lo cơm ăn áo mặc không cần tranh đoạt chút lợi ích đến thế để thằng bé tiếp quản vị trí của tôi là để kiểm tra khả năng của nó hơn nữa một số giám đốc từng là nhân viên của tập đoàn hứa thị nhờ một tay tôi nâng đỡ mới có được địa vị như ngày hôm nay tình nghĩa bao năm như vậy ngay cả loài chó còn biết trung thành bảo vệ chủ và báo đáp ơn nghĩa sao bọn họ có thể lấy oán báo ơn cắn ngược tôi được nhớ lại nhiều năm về trước sau khi hứa chính cần thu nhận trần thanh việt anh nghi ngờ hỏi chủ tịch một người có địa vị thấp kém như tôi thì có lợi ích gì cho ông tại sao ông nhất quyết cho tôi gia nhập chẳng lẽ là để báo đáp công tôi cản giao thay cho ông à tôi rất thích lòng dũng cảm của cậu và cũng biết cậu rất khát khao thoát khỏi cảnh nghèo khó ở thủ đô, chỉ một lời của tôi cũng có thể khiến cậu cá chép hóa rồng. Còn cậu chỉ cần hiểu rằng, nếu cậu trung thành với hứa gia, tôi sẽ không bao giờ bạc đãi cậu." Cậu thiếu niên thanh việt mạnh miệng nói, "Nếu tôi muốn nhiều hơn thì sao?" Hứa Chính Cần không nổi giận, chỉ mỉm cười nói, "Tôi có một đứa cháu trai đang sống ở nước ngoài. Ở đây không yên bình, nên tôi đợi thằng bé trưởng thành rồi sẽ để nó về kế thừa sản nghiệp. Nếu cậu sẵn sàng thay tôi chăm sóc thằng bé, thì sau này cậu sẽ đứng dưới một người trên vạn người. Nhiên nhiên nhà ta chưa từng trải qua khó khăn." cũng không hiểu được lòng người hiểm ác e rằng khi trưởng thành nó vẫn là tên nhóc tinh nghịch như thế vậy nên tôi cần một người đủ nhẫn tâm và đáng tin cậy để thay tôi chăm sóc nó nói nhiều đến thế đột nhiên sau đó hứa chính cần thay đổi nói thôi bỏ đi chắc cậu cũng không làm được một người trung thành đến mấy khi có gia đình cũng sẽ có tâm tư riêng thanh việt quả quyết nói tôi làm được chủ tịch tôi không có hứng thú với tình cảm nam nữ nếu ông nâng đỡ tôi thì tôi bằng lòng làm trâu làm ngựa cho hứa ra trung thành với thiếu gia đến chết ông không cần lo đâu Tình yêu chỉ là gánh nặng không cần thiết, tôi chỉ quan tâm đến tiền bạc và quyền lực, nếu ông tin tưởng, tôi có thể thề cả đời này, không lấy vợ sinh con. Và nếu sau này tôi thất hứa mà làm hại thiếu gia dù chỉ một chút, thì tôi sẽ chết không toàn thây. Vậy nhờ cậu xử lý những kẻ đã tấn công tôi ở thành phố ngầm, từ nay về sau, nơi đó do cậu tiếp quản. Nghe câu trả lời của Hứa Chính Cần và nhớ lại chuyện xưa, Thanh Việt nhận ra, ngày đó khi ông ta đưa ra điều kiện, thì vị trí người nắm quyền thứ hai đã thật sự trao cho mình. Nếu mình không bắt cóc Hứa Nhiên vào đêm em ấy về nước, nếu mình không gây ra nhiều rắc rối như vậy thì mình và hứa nhiên đã có thể vui vẻ gặp nhau sau này có thể nảy sinh tình cảm rồi thanh việt thấy hối hận vì ngày đó đã làm ra những việc điên rồ để giờ vẫn quay lại một vòng vẫn về bên hứa nhiên hứa chính cần xin phép kết thúc cuộc họp báo ở đây ngay khi rời đi có người gọi lớn chủ tịch đã tìm cháu dâu cho mình chưa em họ tôi năm nay 20 tuổi có được là ứng cử viên không ạ nếu thuận lợi thì lần sau hẹn gặp các vị ở lễ đính hôn của cháu trai tôi nhé nhiên nhiên thích đàn ông đặc biệt là những người cường tráng tích thể thao và ngoan ngoãn nghe lời đó. Hứa Nhiên sốc đến mức bay màu, đã vậy ông nội còn bồi thêm vài câu, gia đình chúng tôi chọn cháu rể không coi trọng gia cảnh lắm đâu. Nếu vị thiếu gia nào quan tâm thì cân nhắc tới lui gặp gỡ. Chớp cơ hội, đám phóng viên lập tức bùa vây cậu để đặt câu hỏi. Thì ngay lúc đó, Trần Thanh Việt nắm lấy tay kéo cậu rời đi. Bạn đang xem video tại kênh Nhâm Nhi Truyện Đam, nhớ đăng ký kênh và bật thông báo để xem video sớm nhất nhé.